Sáng ngày 25 tháng 4, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí ga tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn tại khu ISC, xã Tứ Hiệp. Theo đó, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, đã xảy ra vụ nổ khí ga tại quán bán đồ ăn thuộc khu ISC, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Hậu quả sức ép dư chấn của vụ nổ đã làm vỡ hệ thống kính, văng mái che của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng, vỡ vụn, bắn xa ra hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ việc, không có người và phương tiện qua lại nên chỉ gây thiệt hại về tài sản. Bệnh nhân N, nữ sinh năm 1965, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đang cắt rau tại vườn thì bất ngờ bị chó nuôi của chính gia đình mình tấn công và may mắn được cấp cứu kịp thời. Theo đó, ngày 25 tháng 4, Bệnh viện Bà Rịa cho biết đã cấp cứu thành công trường hợp nhập viện do bị chó nhà nuôi, cắn với đa vết thương phần mềm phức tạp vùng cánh tay, hai cẳng tay, đa vết thương phức tạp vùng lưng, mông đùi phải và cẳng chân phải, xuất huyết gây nguy hiểm tính mạng. Các y bác sĩ đã xử lý các mạch máu bị tổn thương, cắt lọc và làm sạch mô mềm bị dập nát, khâu phục hồi tổn thương, đồng thời truyền cho nạn nhân hơn 10 đơn vị máu. Hiện nạn nhân đã tạm ổn định, đang tiếp tục điều trị và theo dõi tại khoa chấn thương chỉnh hình. Dự kiến nếu phục hồi tốt, nạn nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới. Sáng ngày 25 tháng 4, Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Hồ Quốc Việt, 42 tuổi, quê thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 4, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận tin báo từ Công an thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ truy bắt Hồ Quốc Việt liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua xác minh nguồn tin, trinh sát biên phòng phát hiện Việt hiện có mặt tại quán karaoke Thomor ở Campuchia, cách cửa khẩu Mỹ Quý Tây hơn 1 km. Lực lượng biên phòng đề nghị đồn công an cửa khẩu Sơm Rong, huyện Chan Tria, tỉnh Svayring, Campuchia hỗ trợ di lý nghi phạm Việt về Việt Nam. Sau đó, Việt được đưa về trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc. Tại đây, Việt thừa nhận 3 túi ni lông màu trắng là ma túy loại ketamin. Kết quả cân đếm có trọng lượng 41,27 gram. Ngày 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết liên quan đến việc hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc đánh phó hiệu trưởng, cơ quan công an huyện đã xử phạt hành chính vụ việc. Theo đó, công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Phan Anh Tuấn, sinh năm 1973 với số tiền 6,5 triệu đồng vì có hành vi đánh ông Lê Đức Huấn làm ông Huấn bị thương. Quyết định cũng nêu rõ hành vi của ông Tuấn chưa cấu thành tội phạm nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, công an huyện Lệ Thủy cũng ra quyết định xử phạt hành chính ông Lê Đức Huấn, sinh năm 1974, phó hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc với số tiền 400.000 đồng vì có hành vi dùng tay đập vào nắp capo xe ô tô của ông Phan Anh Tuấn, cãi vã to tiếng gây mất trật tự tại trường học. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, CDC Cần Thơ vừa phát đi thông cáo báo chí về kế hoạch triển khai 68.000 mẫu test COVID-19. Theo đó, CDC Cần Thơ cho biết, hoạt động xét nghiệm này nằm trong dự án nâng cao hiệu quả sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, ARDT để phát hiện COVID-19 trong cộng đồng. Dự án do tổ chức Clinton Health Estate Initiative Inc. viện trợ không hoàn lại và đã được Bộ Y tế phê duyệt. Từ dự án trên, CDC Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 553/KH/KSBT ngày 19 tháng 4 năm 2023 để triển khai dự án trên địa bàn thành phố. Số lượng test mà CDC Cần Thơ được nhận tài trợ từ dự án để triển khai xét nghiệm theo kế hoạch là 68.000 test. Đây là số mẫu thực hiện, không phải số người tham gia, vì một người sẽ được lấy mẫu nhiều lần. Kế hoạch này góp phần đánh giá hiệu quả chiến lược tự xét nghiệm tại nhà mà trước đây chưa được đánh giá tại Việt Nam, qua đó nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới khi dịch có khả năng bùng phát trở lại. Thông tin từ các phòng vé cho biết, mức giá vé máy bay hiện tại đã giảm từ 10 đến 20% so với cuối tháng 3. Điều này là khác biệt so với trước đây là sát dịp lễ Tết giá vé càng tăng cao. Ghi nhận trong ngày 24 tháng 4, giá vé máy bay khởi hành dịp lễ đã hạ nhiệt. Chẳng hạn như chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ngày 29 tháng 4, lễ giỗ tổ Hùng Vương có mức giá từ 1,3 đến 3,58 triệu đồng một người, tùy hãng bay và giờ bay.
Mức giá này đã giảm đáng kể so với cao điểm đặt vé giữa tháng 3 năm 2023, với mức thấp nhất 2,5 triệu đồng một vé. Giải thích về việc giá vé máy bay cận ngày nghỉ lễ rẻ hơn trước đây, đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết, vé máy bay luôn được mở linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Trong khi đó, một số doanh nghiệp du lịch đánh giá, lượng vé giá rẻ đang mở bán chủ yếu bán cho khách lẻ, những người bận rộn chưa sắp xếp được thời gian nghỉ lễ, hay nói cách khác là vé cho hết những khách có nhu cầu đi lại đột xuất trong dịp này.